Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa bổ sung nhiều nội dung quy định cụ thể vào dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp, gọi tắt là LEZ trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, hồ gươm vùng phụ cận và khu phố cổ ở quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội được đề xuất ưu tiên thí điểm vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm. Theo đó, lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp năm 2025-2030, Hà Nội lựa chọn khu vực Quận Hoàng Kiếm để thực hiện thí điểm, đánh giá hiệu quả và đề xuất nhân rộng mô hình ở các địa phương, cấm lưu thông các xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel trong vùng phát thải thấp, ưu tiên ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, xe máy đáp ứng tiêu chuẩn mức 2, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh, tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng cho vùng phát thải thấp đạt 45 đến 50%. Các cá nhân tổ chức sinh sống và làm việc tại vùng phát thải thấp sẽ được ưu tiên lộ trình 12 tháng để chuyển đổi phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải cho phép lưu thông ở vùng này. Giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035, Hà Nội khuyến khích các quận huyện xác lập vùng phát thải thấp và từ năm 2036 trở đi, bắt buộc các vùng ô nhiễm không khí phải đầu tư nguồn lực, đảm bảo điều kiện để thực hiện vùng phát thải thấp. Dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí điều kiện trình tự thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào tháng 12 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2025.